trên truyền hình. Chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn thực hiện. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Hồ Minh Hằng, giáo viên trường Trung học cơ sở Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập chủ đề 2, hàm số bậc nhất, bộ môn toán lớp 9. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại kiến thức cơ bản. Nội dung thứ nhất là hàm số bậc nhất được cho dưới dạng y bằng ax cộng b. Với a khác không? Trong đó a là hệ số góc, b là hệ số tự do. Với a dương, kem quan sát hình ảnh cho cô. Ta nhận thấy đồ thị của hàm số bậc nhất lúc này là một đường thẳng đi lên từ trái qua phải. Với hình dáng đồ thị trong trường hợp này, ta nhớ lại được, vậy thì với a dương, hàm số luôn có tính chất đồng biến trên r. Trong trường hợp 2, với a âm, kem quan sát hình ảnh cho cô. Lúc này, với a âm, đồ thị hàm số là một đường thẳng đi xuống từ trái qua phải. Căn cứ vào hình dáng đồ thị trong trường hợp này, chúng ta cũng nhớ lại được, vậy thì hàm số luôn nghịch biến trên r khi a âm. Kem thấy rằng là trong cả hai trường hợp, đồ thị hàm số y bằng ax cộng b luôn cho ta là một đường thẳng. Đường thẳng này có điều đặc biệt, đó là cắt trục tung tại tung độ b. Điều thứ hai nữa, đó là đường thẳng y bằng ax cộng b luôn song song với đường thẳng y bằng ax khi b khác không. Với nội dung kiến thức thứ ba chúng ta cùng ôn tập, đó là vị trí tương đối của hai đường thẳng. Cho đường thẳng D có phương trình y bằng ax cộng b với a khác không, và đường thẳng D' có phương trình y bằng a'x cộng b' với a' khác không. Vị trí thứ nhất là đường thẳng D song song với đường thẳng D' khi và chỉ khi hệ số a bằng a', hệ số b khác b'. Vị trí thứ hai, đường thẳng D trùng với đường thẳng D' khi và chỉ khi hệ số a bằng a', b bằng b'. Vị trí thứ ba là đường thẳng D cắt đường thẳng D' khi và chỉ khi hệ số a khác a'. Đặc biệt, đường thẳng D vuông góc với đường thẳng D' khi và chỉ khi hệ số a nhân a' bằng âm 1. Trên đây là toàn bộ kiến thức cơ bản của chủ đề hàm số bậc nhất kem cần ghi nhớ cho cô. Định nghĩa và tính chất của hàm số bậc nhất. Nội dung thứ hai, đồ thị hàm số bậc nhất. Và nội dung thứ ba, vị trí tương đối của hai đường thẳng. Với nội dung kiến thức cơ bản này, chúng ta cùng nhau vận dụng để giải một số bài toán cơ bản trong chủ đề hàm số bậc nhất. Dạng bài tập thứ nhất chúng ta sẽ ôn tập trong chủ đề này, đó là nhận dạng hàm số bậc nhất. Dạng thứ hai là đồ thị hàm số bậc nhất. Dạng thứ ba là lập phương trình đường thẳng. Chúng ta cùng nhau ôn tập dạng thứ nhất. Nhận dạng hàm số bậc nhất. Chúng ta đến với bài tập 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Xác định hệ số a, b và tính chất đồng biến, nghịch biến của các hàm số bậc nhất đó. Hàm số thứ nhất, y bằng 2x cộng 3. Chúng ta khẳng định đây là một hàm số bậc nhất. Với hệ số a bằng 2, hệ số b bằng 3. Vì a bằng 2 luôn dương nên ta kết luận được hàm số luôn có tính chất đồng biến. Hàm số thứ hai, y bằng âm x. Đây cũng là một hàm số bậc nhất. Với hệ số a bằng âm 1, hệ số b bằng 0. Vì hệ số a bằng âm 1 luôn nhỏ hơn 0 nên ta cũng có tính chất là hàm số nghịch biến. Hàm số thứ ba, y bằng âm 2x bình cộng 4. Đây không là một hàm số bậc nhất vì lý do biến x có số mũ bằng 2. Hàm số thứ tư, y bằng 2 cũng không là hàm số bậc nhất vì lý do hệ số a của biến x lúc này bằng 0. Hàm số thứ năm, y trừ 8 bằng 3x. Ta sẽ biến đổi hàm số này tương đương với một phương trình là y bằng 3x cộng 8. Vậy thì hàm số y bằng 3x cộng 8 chúng ta cũng khẳng định được đây là hàm số bậc nhất. Với hệ số a bằng 3, hệ số b bằng 8. Vì a bằng 3 luôn dương nên ta cũng kết luận được đây là một hàm số luôn có tính chất đồng biến. Vừa rồi chúng ta đã ôn tập lại dạng bài tập thứ nhất là nhận dạng hàm số bậc nhất. Với dạng bài tập này, kem cần nhớ cho cô cách nhận dạng hàm số bậc nhất. Và từ hàm số bậc nhất đó ta xác định được chính xác hệ số a, hệ số b.
Với hệ số A xác định, chúng ta biết xác định được tính chất của một hàm số bậc nhất. Tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang dạng bài tập thứ hai chúng ta cần ôn tập, đó là đồ thị của hàm số bậc nhất. Bài tập 2. Cho hàm số y bằng x cộng 3 có đồ thị là đường thẳng D, và hàm số y bằng âm 2x có đồ thị là đường thẳng D vậy. A. Vẽ trên cùng mặt bằng tọa độ đồ thị của hai hàm số trên. B. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng D và D phải. Để thực hiện lời giải bài tập này, chúng ta cùng nhau ôn tập lại cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y bằng ax cộng b và y bằng ax với a khác không? Chúng ta biết rằng đồ thị của hàm số bậc nhất luôn là một đường thẳng. Vậy thì để thực hiện vẽ đường thẳng, chúng ta sẽ thực hiện bước thứ nhất, đó là xác định tọa độ hai điểm thuộc đồ thị hàm số. Để có được hai điểm thuộc đồ thị hàm số, chúng ta cần thực hiện bằng cách là có thể lập bảng giá trị. Lúc này cô lập bảng giá trị cho hàm số y bằng ax cộng b để xác định tọa độ hai điểm. Cô cho x bằng 0 để tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng với trục tung. Thay x bằng 0 vào hàm số y bằng ax cộng b, ta được y bằng a nhân 0 cộng b, y bằng b. Tiếp theo ta cho y bằng 0 để tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng với trục hoành. Khi đó ta được ax cộng b bằng 0, x bằng âm b trên a. Tương tự, chúng ta cũng lập bảng giá trị cho hàm số y bằng a nhân x để tìm tọa độ giao điểm. Các em biết rằng đường thẳng y bằng ax chính là một đường thẳng luôn đi qua góc tọa độ. Vì vậy, chúng ta có luôn cặp giá trị đầu tiên là x bằng 0, y bằng 0. Tiếp theo ta tìm thêm một điểm nữa bằng cách ta cho x một giá trị bất kỳ khác không. Lúc này chúng ta sẽ chọn x bằng 1. Ta thay x bằng 1 và hàm số y bằng ax, ta được a nhân 1 bằng a, vậy thì y bằng a. Sau khi ta đã xác định được tọa độ hai điểm thuộc đồ thị hàm số, chúng ta chuyển sang bước thứ hai là vẽ đường thẳng đi qua hai điểm a có tọa độ 0b và điểm b có tọa độ âm b trên a và 0. Ta được đồ thị hàm số y bằng ax cộng b. Tương tự, ta cũng vẽ đường thẳng đi qua góc tọa độ o 0,0 và điểm m có tọa độ 1a. Ta được đồ thị hàm số y bằng ax. Dựa vào cách vẽ mà chúng ta vừa ôn tập lại, bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện lời giải ý A của bài tập 2 như sau. Đầu tiên, chúng ta cũng đi lập bảng giá trị để xác định tọa độ hai điểm thuộc đồ thị hàm số. Lúc này ta cho x bằng 0 để tìm giao điểm của đường thẳng với trục tung. Khi đó ta được y bằng 0 cộng 3, y bằng 3. Tiếp theo ta cho y bằng 0 để tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng với trục hoành. Ta được x cộng 3 bằng 0, x bằng âm 3. Khi đó đồ thị hàm số y bằng x cộng 3 là đường thẳng D đi qua hai điểm. Điểm A có tọa độ 0, 3 và điểm B có tọa độ âm 3, 0. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện vẽ đồ thị hàm số y bằng x cộng 3 trước. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cho cô mặt phẳng tọa độ O, X, Y. Lúc này ta cần xác định điểm A có tọa độ 0, 3. Ta biết rằng điểm có tọa độ 0, 3 là điểm thuộc trục tung, và các trục tung tại tung độ bằng 3. Ta có được điểm A cần xác định. Điểm tiếp theo là điểm có tọa độ âm 3, 0 là một điểm thuộc trục hoành, và các trục hoành tại hoành độ bằng âm 3. Vậy ta có điểm B có tọa độ âm 3, 0 cần xác định. Tại hai điểm A và B chúng ta vừa xác định, ta kẻ đường thẳng D đi qua. Ta được đồ thị của hàm số y bằng x cộng 3 cần vẽ. Tương tự đối với hàm số y bằng âm 2x, chúng ta cũng đi lập bảng giá trị để tìm tọa độ hai điểm thuộc đồ thị hàm số. Ta cũng thấy rằng đồ thị hàm số y bằng âm 2x là đường thẳng đi qua góc tọa độ. Vì vậy ta có cặp giá trị x, y đầu tiên là x bằng 0, y bằng 0. Ta cho x một giá trị bất kỳ, lúc này ta cho x một giá trị bằng 1 khác không.
Khi đó ta được giá trị y tương ứng là y bằng âm 2 nhân 1 bằng âm 2. Đồ thị hàm số y bằng âm 2x là đường thẳng d' đi qua góc tọa độ O, 0, 0 và điểm M có tọa độ 1, âm 2. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vẽ đồ thị hàm số y bằng âm 2x trên mặt phẳng tọa độ. Các em biết rằng điểm O có tọa độ 0, 0 thực chất chính là góc tọa độ. Vậy thì chúng ta xác định được điểm O. Tiếp theo, ta sẽ biểu diễn điểm M có tọa độ 1, âm 2. Các em thấy rằng điểm có tọa độ 1, âm 2 là một điểm mà có hoành độ dương, tung độ âm. Vậy thì điểm đó sẽ thuộc vị trí góc phần tư thứ tư trên mặt phẳng tọa độ. Vậy chúng ta thực hiện vẽ điểm M như sau. Tại x bằng 1 thuộc trục hành, ta vẽ một đường thẳng vuông góc với trục hành cắt trục hành tại hoành độ bằng 1. Tại y bằng âm 2, ta kẻ một đường thẳng vuông góc với trục tung cắt trục tung tại tung độ bằng âm 2. Giao điểm của hai đường thẳng cho ta điểm M cần xác định. Tại hai điểm O và M vừa xác định, kèm đường thẳng D' đi qua hai điểm O và M, ta được đồ thị hàm số y bằng âm 2x cần vẽ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hiện giải ý B bài tập 2. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng D và D'. Thông thường để giải những bài toán liên quan đến tọa độ giao điểm, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp biến đổi đại số. Bước đầu tiên để thực hiện, chúng ta đi gõ giao điểm của hai đường thẳng D và D' là điểm P có tọa độ xy. Khi đó, hoành độ của điểm P chính là nghiệm của phương trình sau. X cộng 3 bằng âm 2x. Ta đi biến đổi phương trình này tương đương với một phương trình, đó là 3x bằng âm 3. Để tìm được x, ta chỉ việc lấy âm 3 chia 3. Vậy thì tương đương với x bằng âm 1. Tại x bằng âm 1, để tìm được giá trị y, ta chỉ việc thay x bằng âm 1 vào một trong hai phương trình ban đầu. Bây giờ chúng ta sẽ chọn phương trình y bằng âm 2x để tìm y. Suy ra ta được y bằng âm 2 nhân âm 1 bằng 2. Vậy thì với x và y vừa tìm được, ta có được tọa độ giao điểm cần tìm. Đến đây ta có câu trả lời sau. Vậy giao điểm của hai đường thẳng D và D' là điểm P có tọa độ âm 1 và 2. Tuy nhiên với bài tập tìm giao điểm này, chúng ta vẫn còn một phương pháp khác. Chúng ta đến với phương pháp đồ thị. Để giải bài tập theo phương pháp đồ thị thì chúng ta sẽ sử dụng kết quả ở ý A. Bây giờ các em quan sát trên hình vẽ. Ta thấy rằng hai đường thẳng D và D' cắt nhau tại một điểm. Bây giờ cô gọi điểm giao nhau đó chính là điểm P. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải xác định tọa độ điểm P như sau. Tại điểm P, chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc xuống trục hoành, cắt trục hoành tại hoành độ bằng âm 1. Tiếp tục tại điểm P, chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc xuống trục tung, cắt trục tung tại tung độ bằng 2. Điểm P có tọa độ âm 1 và 2 là tọa độ giao điểm của hai đường thẳng D và D' cần xác định. Chúng ta có câu trả lời của bài tập này như sau. Vậy giao điểm của hai đường thẳng D và D' là điểm P có tọa độ âm 1 và 2. Vậy thì qua hai cách làm khi tìm giao điểm của hai đường thẳng, ta nhận thấy đối với phương pháp thứ nhất là phương pháp biến đổi đại số thì giúp các em tìm giao điểm một cách chính xác nhất. Còn đối với phương pháp đồ thị, nếu khi ta vẽ đồ thị chưa đảm bảo chính xác hoặc các em hạ các đường vuông góc từ giao điểm đến các hệ trục tọa độ không chính xác thì dẫn đến tọa độ giao điểm đó sẽ không đúng. Vì vậy, trong khi làm bài tập mà gặp những bài toán yêu cầu tìm tọa độ giao điểm, các em nên sử dụng phương pháp biến đổi đại số để đảm bảo độ chính xác nhất. Tiếp theo chúng ta đến dạng bài tập thứ 3 cần ôn tập là lập phương trình đường thẳng. Ta đến với bài tập 3. Viết phương trình đường thẳng D, biết A nhỏ, đường thẳng D có hệ số góc bằng âm 1 và đi qua điểm M có tọa độ 2, 5. B nhỏ, đường thẳng D song song với đường thẳng D' cho bởi phương trình y bằng 2x trừ 1 và đi qua điểm M có tọa độ 2, 5. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hiện trình bày lời giải ý A của bài tập 3. Các em biết rằng phương trình đường thẳng thì luôn có dạng tổng quát y bằng
AX cộng B. Vậy thì điều đầu tiên chúng ta thực hiện lời giải bài tập này như sau. Phương trình đường thẳng D có dạng Y bằng AX cộng B. Cô đặt tên phương trình này là phương trình 1. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải xác định được hệ số A và hệ số B. Vậy thì để tìm được hệ số A và hệ số B, chúng ta căn cứ vào sự kiện đề bài đưa ra. Các em thấy rằng đề bài cho em biết hai sự kiện. Sự kiện đầu tiên là đường thẳng D có hệ số góc bằng âm 1. Và sự kiện thứ hai là đường thẳng D đi qua điểm M có tọa độ 2 và 5. Bây giờ dựa vào hai sự kiện này, chúng ta cùng nhau đi tìm A và B như sau. Đầu tiên, đường thẳng D có hệ số góc bằng âm 1. Thì các em biết rằng hệ số góc của đường thẳng chính là hệ số A. Vì thế ta suy ra được A bằng âm 1. Tiếp theo, đường thẳng D đi qua điểm có tọa độ 2, 5. Lúc này ta chỉ việc thay x bằng 2 và y bằng 5 vào phương trình 1. Ta sẽ được một phương trình là 5 bằng A nhân 2 cộng B, tương đương với một phương trình 2A cộng B bằng 5. Vậy tại phương trình 2 ta thấy hệ số A chúng ta vừa tìm được bằng âm 1. Chúng ta cần tìm hệ số B. Vậy thông thường để tìm được B, ta chỉ việc thay A bằng âm 1 vào phương trình 2 để ta tìm hệ số B. Vậy chúng ta thực hiện giải tiếp như sau. Thay A bằng âm 1 vào phương trình 2 ta được 2 nhân âm 1 cộng B bằng 5. Từ đây ta biến đổi và được kết quả B bằng 7. Tại A bằng âm 1 và B bằng 7 chúng ta vừa tìm được. Bây giờ để lập được phương trình đường thẳng, chúng ta chỉ được thay hai giá trị A và B vào phương trình 1 ban đầu, ta được câu trả lời như sau. Vậy phương trình đường thẳng D cần tìm là Y bằng âm X cộng 7. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau trình bày lời giải ý B của bài tập 3 như sau. Viết phương trình đường thẳng D, biết rằng đường thẳng D song song với đường thẳng B phẩy cho bởi phương trình Y bằng 2X trừ 1 và đi qua điểm M có tọa độ 2, 5. Tương tự như bài tập trên, bước đầu tiên chúng ta cũng thực hiện bằng cách là phương trình đường thẳng D có dạng Y bằng AX cộng B. Lúc này nhiệm vụ chúng ta cũng đi tìm hai hệ số A và B. Thì các em biết rằng đề bài cho biết hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất là lúc này đường thẳng D song song với một đường thẳng D phẩy cho trước. Sự kiện thứ hai là đường thẳng D đi qua điểm M có tọa độ cho trước. Với hai sự kiện trên, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hệ số A và B. Đầu tiên, vì đường thẳng D song song đường thẳng D phẩy nên ta có A bằng 2 và B khác âm 1. Điều này các em có được chúng ta dựa vào vị trí tương đối của hai đường thẳng. Sự kiện thứ hai là đường thẳng D đi qua điểm M có tọa độ 2, 5. Nên ta thay x bằng 2 và y bằng 5 vào phương trình 1, ta được phương trình sau: 5 bằng A nhân 2 cộng B, tương đương với một phương trình là 2A cộng B bằng 5. Cô đặt tên phương trình này là phương trình 2. Vậy thì tương tự, để tìm được hai giá trị AB lúc này, ta thấy rằng trong phương trình 2 này ta đã biết được A bằng 2 ở trên và ta biết được điều kiện của B ở trên là khác âm 1. Vậy thì để tìm được B, ta chỉ việc thay A bằng 2 vào phương trình 2 để xác định được giá trị B phải khác âm 1. Ta làm như sau. Thay A bằng 2 vào phương trình 2 ta được 2 nhân 2 cộng B bằng 5. Lúc này tương đương với B bằng 1. Ta nhận thấy kết quả B bằng 1 luôn thỏa mãn điều kiện khác âm 1. Vậy thì đến đây chúng ta có kết quả A bằng 2, B bằng 1. Với hai giá trị AB vừa tìm được, ta chỉ việc thay hai giá trị A bằng 2 và B bằng 1 vào phương trình 1 ban đầu thì ta có được phương trình đường thẳng D cần tìm. Câu trả lời của bài tập này như sau. Vậy phương trình đường thẳng D cần tìm là Y bằng 2X cộng 1. Vừa rồi chúng ta đã được ôn tập một số những kiến thức cơ bản
và một số dạng bài tập của chủ đề hàm số bậc nhất. Với những kiến năng các em có được, bây giờ chúng ta cùng nhau vận dụng để giải nhanh một số câu hỏi củng cố cuối bài sau. Chúng ta đến với câu hỏi số 1. Hàm số nào sau đây không phải là hàm số bậc nhất? A. Y bằng 1 trừ 5x. B. Y bằng âm 0,5x. C. Y bằng căn 2 nhân x cộng căn 3. D. Y bằng 1 phần x cộng 3. Các em nhận thấy cả 3 hàm số ở ý A, B và C thì đều cho ta dạng tổng quát của hàm bậc nhất. Nhưng tuy nhiên riêng hàm số cho bởi công thức y bằng 1 phần x cộng 3 không cho dưới dạng tổng quát y bằng ax cộng b, vì biến x lúc này nằm ở mẫu. Vậy thì căn cứ vào đó chúng ta chọn được phương án đúng chính là phương án D. Chúng ta chuyển tiếp sang câu hỏi thứ 2. Vị trí tương đối của hai đường thẳng D cho bởi phương trình y bằng 3x trừ 1 và đường thẳng D' cho bởi phương trình y bằng 3x cộng 1 là A. Cắt nhau, B. Trùng nhau, C. Song song, D. Vuông góc. Để xác định được vị trí của hai đường thẳng D và D', ta cần phải căn cứ vào hệ số A và hệ số B của hai đường thẳng. Chúng ta nhận thấy rằng hệ số A của đường thẳng D và D' cho ta cùng bằng 3. Còn hệ số B của đường thẳng D và D' cho ta là hai hệ số khác nhau. Vậy thì căn cứ vào vị trí tương đối của hai đường thẳng, ta nhận thấy D và D' chính là hai đường thẳng song song. Vậy ta chọn phương án đúng là phương án C. Chúng ta chuyển tiếp sang câu hỏi 3. Hàm số y bằng m trừ 2 nhân x cộng 3 đồng biến trên R khi và chỉ khi A. M nhỏ hơn 2. B. M lớn hơn 2. C. M nhỏ hơn hoặc bằng 2. D. M lớn hơn hoặc bằng 2. Để chọn được phương án đúng trong các phương án trên, chúng ta cùng nhau đi tìm lời giải của câu hỏi 3 như sau. Vì hàm số y bằng m trừ 2 nhân x cộng 3 đồng biến trên R, ta thấy rằng hàm số đồng biến trên R thì luôn có hệ số A dương. Điều này có nghĩa là m trừ 2 phải dương. Giải bất phương trình này, ta được một bất phương trình mới tương đương với m lớn hơn 2. M lớn 2 là một kết quả đúng. Vậy ta sẽ chọn phương án đúng trong câu hỏi 3, chính là phương án B. Ta đến với câu hỏi 4, câu hỏi cuối cùng. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y bằng mx trừ 1 đi qua điểm A có tọa độ 1, 0. A. M bằng âm 1. B. M bằng 1. C. M bằng 2. D. Không có giá trị m. Để chọn được phương án đúng trong câu hỏi này, chúng ta sẽ đi tìm lời giải như sau. Các em biết rằng là vì đồ thị hàm số y bằng mx trừ 1 đi qua điểm A có tọa độ 1, 0. Vậy thì ta chỉ việc thay x bằng 1 và y bằng 0 vào hàm số y bằng mx trừ 1, ta có phương trình sau. 0 bằng m nhân 1 trừ 1 tương đương với m trừ 1 bằng 0. Vậy thì tương đương với kết quả m bằng 1. Với m bằng 1 tìm được thì chúng ta sẽ chọn phương án đúng trong câu hỏi 4 này, chính là phương án B. Trên đây là toàn bộ phần kiến thức trong chủ đề hai hàm số bậc nhất mà cô đã gửi đến các em. Các em sẽ vận dụng cho cô những kiến thức cơ bản này để giải cho cô một số bài tập sau. Bài 1. Cho hai hàm số y bằng 2x cộng 1 và y bằng âm x trừ 5. A. Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một hệ trục tọa độ. B. Bằng phép tính tìm tọa độ sao điểm của hai đồ thị trên. Bài 2. Viết phương trình đường thẳng D thỏa mãn điều kiện. A. Đường thẳng D đi qua điểm A có tọa độ 1, 1 và có hệ số góc bằng 2. B. Đường thẳng D đi qua điểm A có tọa độ 1, 1 và song song với đường thẳng D' cho bởi phương trình y bằng 2x cộng 3. C. Đường thẳng D đi qua điểm A có tọa độ 1, 1 và vuông góc với đường thẳng D 2' cho bởi phương trình y bằng 1 phần 2x cộng 2. Bài giảng của cô kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các em. Xin chào và hẹn gặp lại.